Kính thưa quý vị, vào năm 1979, chúng tôi thành lập nhà hàng Thành Mỹ, một trong những nhà hàng Việt Nam đầu tiên tại quận Cam. Lúc đó, trên đường Bô Sa vẫn còn các nông trại, vườn dâu, vườn cam và các khu nhà tiền chế hãy còn chiếm ngự, nằm dài trên những con lộ chính. Những thập niên sau đó, cộng đồng người Việt trong vùng càng ngày càng phát triển, phố phường càng ngày càng nhộn nhịp, hưng thịnh và đã được hội đồng thành phố đặt cho cái tên thật xứng đáng và gợi nhớ là Lý Lô Sài Gòn hay Tiểu Sài Gòn, Sài Gòn nhỏ. Trải qua nhiều năm tháng thăng trầm biến chuyển trên phố Bô Sa, nhà hàng Thành Mỹ của chúng tôi vẫn đứng vững trên thương trường, tọa lạc ở một vị trí nguyên thủy để phục vụ quý khách gần xa với những món ăn thuần túy đặc thù. Chính những món ăn đậm đà tình quê hương này đã giúp nhà hàng Thành Mỹ trở thành một nhà hàng quen thuộc trên đầu môi chót lưỡi trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Dòng đời trôi chảy theo năm tháng, vậy mà cũng đã được gần 40 năm, nhà hàng chúng tôi vẫn mong muốn được tiếp tục phục vụ quý khách những món ăn độc đáo quen thuộc này như một lời cảm ơn chân thành của chúng tôi trao gửi đến quý vị, những thực khách sành điệu lúc nào cũng dành cho chúng tôi lòng quý mến và sự ưu ái khi nghĩ đến khoa ẩm thực Việt Nam. Nhà hàng Thành Mỹ nổi tiếng với thức ăn ngon, phục vụ ân cần với các món cơm phần đặc biệt cho gia đình, canh chua cá kho tộ, canh dưa chua hoặc canh khoai mỡ, bò tái chanh, bò đâm theo kiểu Chateaubriand của Pháp, hủ tiếu và mì khô Thành Mỹ, các loại bún, cơm tấm và các loại cơm tấm bì chả thịt sườn nướng tàu hủ ki. Nhà hàng Thành Mỹ còn có những món mới độc đáo như bánh tằm bì, chả cá thì là ốc len, ốc hương hấp xả, ốc rang me, tôm rang me và cánh gà nước mắm không đâu sánh bằng. Nhà hàng Thành Mỹ tọa lạc trong khu Bô Sa Mini Mall, điện thoại 714-531-9540. Cảm ơn quý vị đã và đang chiếu cố nhà hàng Thành Mỹ suốt gần 40 năm qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính chào quý khán giả, Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan một lần nữa đang có mặt tại nhà hàng Thành Mỹ. Và hồi nãy thì chị Ba vừa giới thiệu đến quý khán giả, nhà hàng Thành Mỹ đã được thành lập từ năm 1979, tức là gần 4 thập niên. Khi mà cái con đường Bôn Sa này đó, nó vắng teo. Bây giờ quý vị nhìn bên tay phải đi, con đường Bôn Sa này sầm uất những cơ sở người Việt Nam của chúng ta cư ngụ. Có thể nói đó chị Ba là thành phố Houston, Texas, thành phố San Jose, cũng như là thành phố ở quận Cam và Virginia, thì là có rất là nhiều những người Việt Nam cư ngụ. Thì ngày hôm nay một lần nữa Mộng Lan giới thiệu đến quý khán giả chị Ba Thành Mỹ. Chị có cảm tưởng như thế nào khi mà ngồi đây và nhìn ra ngoài thấy đường Bôn Sa chạy xe cộ qua lại và hàng quán tấp nập thưa chị? Dạ thưa, thì chị ngồi đây chị có cảm tưởng giống như là mình đi đang ở Lê Lợi hồi xưa. Dạ. Và đó là cái niềm hãnh diện người Việt Nam của chúng ta chính ra đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ rất nhiều với những cái hàng quán như thế này. Thưa với quý khán giả, thì hôm nay một lần nữa Mộng Lan muốn giới thiệu đến quý khán giả cái mà chị Ba rất là thích giới thiệu, đó là quý vị cứ nghĩ rằng ở đây nấu cơm phần gia đình rất ngon thì mình sẽ không có những cái món chẳng hạn như là cơm tấm, bì chả hay là phở hay là mì hủ tiếu ngon. Thì ngày hôm nay Mộng Lan muốn giới thiệu đến quý khán giả đặc biệt là cái cơm tấm ở tại nhà hàng Thành Mỹ thưa chị Ba. Dạ thưa, cơm tấm ở đây rất rất là ngon. Xin quý vị cứ, tại vì ở đây thì người ta cứ thường chú trọng đến cái cơm phần, và tôi cũng ít có khi nào mà giới thiệu đến quý vị cái cơm tấm bì chả, thì tôi cảm thấy rằng rất là uổng. Bây giờ cái cơm tấm bì chả đây rất là ngon, nên cũng xin trình với quý vị để cho quý vị ghé đây thưởng thức thử ạ. Dạ. Thưa chị Ba, nếu mà nói về cơm tấm đó, thì ở tại nhà hàng Thành Mỹ có nhiều cái sự chọn lựa lắm. Quý vị có thể ăn cơm bì chả, có thể ăn cơm sườn heo, bò, gà nướng, cơm tôm nướng, cơm bì chả sườn heo, bò, gà nướng, cơm bì chả tôm nướng, và đặc biệt là cơm bì chả tàu hủ ki, sườn heo, bò, gà nướng. Cái trứng ở tại nhà hàng Thành Mỹ rất là ngon, nó rất là mềm, và nó ở ngoài đó thì nó béo béo, tại vì tráng một cái lớp trứng ở trên, cho nên cái trứng ở ngoài nó béo, nhưng mà ở trong nó lại mềm, nó xốp mà nó thơm lắm thưa chị Ba. Ngoài ra còn có mấy cái miếng top
mỡ làm cho Mộng Lan ăn, Mộng Lan cảm thấy ghiền luôn chị ba. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Yeah. Và cái nước mắm đó ngon lắm, cái cơm tấm ngon là nhờ nước mắm đó không chị ba. Thì cái nước mắm nó cũng rất quan trọng cho cái món mà chả giò nữa. Cơm tấm, chả giò, những cái món nào mà cần nước mắm pha đó, mà ở tại nhà hàng Thành Mỹ thì quý vị sẽ thấy là cái cách pha chế đây đó nó vừa miệng lắm, nó không có bị mặn quá, nó không bị chua quá, không bị ngọt quá, thì quý vị sẽ là những người giám khảo. Quý vị hãy đến đây để ăn một đĩa cơm tấm bì chả sườn heo nướng hoặc là thịt hay là gà nướng tùy theo ý quý vị. Quý vị nhớ là đến đây để mà thưởng thức cái món này. Ngoài ra Mộng Lan cũng hân hạnh giới thiệu đến quý vị cái món bún chả giò hoặc là chả giò cuốn với lại rau thơm xà lách thưa quý vị. Bây giờ mình nói lại những cái món mới thì chị ba, thì Mộng Lan thấy là mình có nè, gỏi cuốn cá salmon nè, mực hấp hành gừng, gỏi khổ qua tôm thịt, lạp xưởng chả bông khổ qua, gỏi xoài ốc, gỏi xoài mực, cá bóng trứng chiên giòn, ốc hương nướng bơ tỏi, cá hấp cuốn bánh tráng, mực xào chua ngọt, bánh xèo, lẩu cá chiên giòn, tôm càng kho tàu ăn với cơm, có thịt luộc bấm tôm để quý vị có thể ăn với lại bánh tráng hoặc là ăn với cơm. Thì bây giờ chị ba nói lại cái món độc đáo mà chúng ta muốn giới thiệu đến các cô, nhất là trong những cái ngày nóng bức chúng ta ăn cái món mà gỏi cuốn cá salmon đó thưa chị. Dạ, thưa thì cái gỏi cuốn cá salmon này sở dĩ là cuốn cá không là vì có nhiều người dị ứng tôm. Rồi có những mùa chay thì người ta không ăn thịt được. Nên thì nhà hàng Thành Mỹ sáng kiến ra thì bây giờ mình làm thêm cái gỏi cuốn cá salmon này, nó rất là giòn và béo ở bên trong ạ. Ngoài ra có cái món mà cua lột chiên giòn. Cái món này là một trong những cái món mà quý vị có thể khai vị với gia đình. Và quý vị biết không là quý vị mua một con cua, quý vị bỏ càng, bỏ ngoe, bỏ mai, bỏ vỏ, nhưng mà quý vị ăn cua lột chiên giòn, tất cả những cái gì mà quý vị thấy trên cái đĩa này quý vị ăn hết. Và quý vị có thể ăn với lại mắm me, phải không thưa chị? Dạ, mắm me hoặc muối tiêu chanh hoặc là cuốn rau sống bánh tráng, tùy ý thích khách hàng ạ. Dạ. Và thưa quý khán giả, khi mà nói về mùa chay của người Công giáo đó thì không ăn thịt, nhưng mà có những cái món hải sản rất là ngon mà chúng ta đã lâu không nhắc tới. Một trong những cái món mà ăn cơm trắng rất là ngon thưa quý vị đó là cái món mà tôm càng kho tàu. Chị ba nói về cái con tôm uyên ương mà phu thê này đi chị ba. Dạ thì con thường thường thì cái món này thì ở Việt Nam mình đó, ở Sài Gòn á, thì người ta rất là thích. Những khi nào mà nhà người ta có dỗ, có tiệc thì người ta mới là dùng cái món này. Thì bây giờ ở bên Mỹ này nó rất là thông thường, nên nhà hàng Thành Mỹ cũng có hỏi thăm qua ý kiến của quý vị khách hàng, thì người ta cũng cho ý kiến là tôm kho tàu ở nhà hàng Thành Mỹ nó rất là còn giữ cái khẩu vị của đậm đà của quê hương Việt Nam mình ạ. Dạ, khi mà chị ba nói đậm đà đó, Mộng Lan xin tả sơ qua. Tại vì cái món này là Mộng Lan rất là ghiền ăn với lại cơm. Mặc dù cơm thì nó làm chúng ta mập, nhưng mà Mộng Lan chỉ ăn có một nửa phần cơm thôi. Còn cái tôm càng này đó, khi Mộng Lan ăn xong là không còn một cái gì trên cái đĩa nữa quý vị. Cái nước sốt rất là ngon, và cái tôm đó mặc dù nó có cái vỏ bên ngoài nhưng mà ướp tẩm rất là công phu, nó thấm bên trong cái sớ thịt, và cái thịt tôm tươi, cái tôm càng á nó sừng sực. Và quý vị ăn với lại cơm á thì quý vị chan cái nước tôm càng kho tàu lên, rồi quý vị ăn với cơm thì không còn một cái gì ở trên cái đĩa sau khi Mộng Lan xong, chỉ còn có nửa bát cơm kia thôi. Tại ông đang sợ là ăn nhiều cơm nói đường nhiều với lại là sợ mập. Rồi ngoài cái món mà tôm càng kho tàu này đó, có một cái món mà chị ba muốn giới thiệu đến quý khán giả. Mặc dù chị là người miền Nam nhưng mà làm cái món này rất là tới thưa quý vị, đó là cái món tôm thịt luộc chấm với lại mắm tôm, phải không chị? Dạ, thưa Việt Nam á, thì người ta hay gọi là thịt luộc chảng bàng ạ. Bây giờ qua đây thì những món ăn Việt Nam phong phú nó đều nằm ở Mỹ hết rồi ạ. Thành ra bây giờ món ăn trảng bàng thành món ăn của nhà hàng Thành Mỹ. Dạ. Dạ thưa chị. Và bên cạnh này đó cũng có một cái món rất đặc biệt. Cái món này chúng ta chưa từng nói tới là một cái con cá rất là to, rồi hấp. Thì cái này mình có thể ăn với lại cuốn bánh tráng hay là cơm, phải không ạ? Dạ, thưa tùy, nếu mà muốn ăn cơm thì quý khách có thể dùng cơm hoặc là cuốn với rau sống bánh tráng ạ. Dạ, mắm nêm hoặc là nước mắm tùy cái khẩu vị, hay là nước mắm me tùy khẩu vị của quý khách hàng. Khi mà nói về những cái món ăn mà hải sản đó thì quý vị biết nhà hàng Thành Mỹ không thua bất cứ một cái chỗ nào, mà cái quan trọng đó là món nào cũng ngon và nấu rất là sạch sẽ thưa với quý khán giả. Khi mà chúng ta nói về thịt đó thì chúng ta không thể quên bò đâm. Bò đâm là một trong những cái món mà rất là ngon thưa quý vị. Quý vị có thể hãnh diện mời người ngoại quốc đến ăn cái món bò đâm, chắc chắn là họ sẽ khen quý vị, tại vì không có nơi nào có cái món này. Cái độc đáo của bò đâm đó là những cái tép tỏi đó chị ba. Tép tỏi được nướng lên xong rồi cái là nhét vào trong giữa những cái sớ thịt
mà cái thịt ở ngoài đó thì làm golden, ở trong nó là làm medium rare, thành ra cái ở ngoài nó hơi giòn giòn mà ở trong nó rất là juicy và thịt rất là mềm, thưa chị. Dạ, thưa, có thể là ăn với cơm trắng hoặc cơm chiên hoặc là nuôi macaroni. Dạ. Chị Ba, cái thực đơn của mình đó mới đổi một cái tập thực đơn rất là dày. Mộng Lan cầm cái thực đơn lên, hồi nãy làm rớt cái thực đơn tại vì quá nặng. Bây giờ đó chị Ba có thể cho quý khán giả biết sơ qua những cái món mà chị em mình chưa có nói đến, chẳng hạn như là bánh tầm bì. Chị Ba nhớ bánh tầm bì không? Bánh tầm bì rất là ngon mà cái nước dừa rất là béo. Dạ, thưa, đây thì thường thường cũng quý khách tới đây order bánh tầm bì thì nói sao lạ, cái bánh tầm bì ở thành Mỹ sao ăn mấy châu khác sao nó không được giống như đây. Bộ ở đây làm tự làm mà cái bánh lấy, thì tôi cũng thành thật mà nói thì bánh thì ở đây cũng nhiều công phu lắm cũng có thể làm được, nhưng mà ở đây có cái bí quyết là hấp ạ. Thành ra đó là những cái sợi tầm bì đó quý vị ăn nó cái mùi bột gạo nó thơm mà nó rất là mềm mại. Tại vì nếu mà bánh tầm bì mà bị sượng đó mình ăn mất ngon lắm, phải không chị Ba? Nhưng cái độc đáo là phối hợp với nước mắm và nước dừa. Tại vì cái nước dừa thì rất béo nhưng mà cái nước mắm thì nó hơi mặn mặn. Thành ra đó mình phối hợp hai cái món đó rồi mình ăn bánh tầm bì mà có cái mỡ hành rất là ngon, phải không chị? Dạ. Thì trước khi tạm chia tay, chị Ba có đôi lời cuối với quý khán giả của chúng ta, thưa chị. Dạ thưa, thì tôi cũng xin thành thật cảm tạ là quý vị đồng hương, quý vị khách hàng thân mến đã ủng hộ chúng tôi suốt gần 40 năm qua. Nên chúng tôi cũng rất là lấy làm cảm kích. Cảm ơn quý vị thật nhiều và một lần nữa thật sự là đầy lòng biết ơn và cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Ba. Và một lần nữa thì Đỗ Minh Dũng cùng Mộng Lan mong là quý khán giả sẽ đến với nhà hàng Thành Mỹ trong những cái ngày tháng kế tiếp để mà thưởng thức những cái món rất là mới ở tại nhà hàng Thành Mỹ. Nấu nướng rất là công phu và như cái show kỳ trước Mộng Lan nói đó, ở đây nấu ngon không phải là do cái vấn đề nêm nếm không mà do cái tâm của cái người nấu nữa, thưa quý vị. Chúng ta ăn chúng ta cũng cảm thấy sung sướng khi mà nếm được những hương vị Việt Nam ở tại hải ngoại này mà sạch sẽ đầy dinh dưỡng. Nhà hàng Thành Mỹ tọa lạc ngay trên đường Bonsa trong khu Bonsa Mini Mall sẽ là nơi phục vụ cho nhu cầu ẩm thực của quý vị. Mộng Lan mong là quý vị sẽ ghé nhà hàng Thành Mỹ. Xin kính chúc tất cả quý khán giả những bữa ăn thật ngon tại nhà hàng Thành Mỹ.